Ngày xưa, có một anh chàng vô công rỗi nghề, ngày ngày chỉ biết ăn bám vợ và khoác lác. Người vợ rất bực mình vì phải nai lưng ra làm để nuôi chồng, nuôi con. Một hôm, người vợ bắt chồng phải đi tìm học một nghề để nuôi thân vì chị không lo nổi nữa. Anh chồng đi lang thang suốt buổi, hết đứng bụi này lại ngồi nhà kia, chẳng học được nghề ngỗng gì cả. Bơ người ta ăn trộm! Ăn trộm bà con ơi! Ăn trộm! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Ăn trộm bà con ơi! Ăn trộm! Ăn trộm! Bắt lấy nó! Bơ người ta ăn trộm! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Bắt lấy! Đâu rồi? Có thấy nó chạy đâu không? Có, nó à, nó chạy hướng này nè. Rượt theo. Bơ người ta ăn trộm. Ăn trộm. Bắt lấy nó. Ăn trộm. Ăn trộm. Sư phụ, cho con hỏi thăm chút chuyện sư phụ ơi. Cho con hỏi thăm chút chuyện đi sư phụ. Chuyện gì mày? Dạ, cái nghề ăn trộm của sư phụ có khó không? Dễ lắm mày ơi. Sư phụ, vậy sư phụ có kiếm được khá tiền không? Không bao lâu tao sẽ giàu nhất cái làng này. Ít đâu không? Vậy sư phụ nhận con làm đệ tử đi. Chào tao. Vô sư phụ. Vô sư phụ ơi, vô sư phụ. Đồ ăn ngon lắm nè sư phụ. À, vô sư phụ ơi, vô. Dạ. Vô. Dạ thưa sư phụ, coi như bữa tiệc hôm nay là lễ nhập môn của đệ tử. Xin sư phụ hãy tận tình giúp đỡ. Vô. Đó. Dạ. Mày ở đâu? Nhớ không được hỏi lời tao. Dạ. Nhớ. Dạ. Chắc cứ lên đồ ăn đi. Dạ, đâu? Dạ, có liền. Con mang cái này về cất cho kỹ. Lúc này ăn trộm dữ lắm. Con biết không? Tối về nhớ cài cửa cẩn thận nghe. Cái này quý lắm, không phải dễ tìm đâu. Dạ, con hứa mà thầy. Nghe không? Dạ, để con cất kỹ. Cất vô. Dạ. Lẹ lên. Ừ. Đi. Dạ. Đi. Ê, nè.
nhớ phải cất cho kỹ. Chắc ăn mượn đó được. Vũ An, tính tiền đi. Dạ. Ủa, cho đi sớm cho phụ. Dạ. Cho phụ. Đi về. Đi, chạy lên cậu. Chờ con. Chờ con sư phụ, chờ con với. Chờ con. Trời ơi, tôi lại cô. Quá tăng mày rồi hả? Sư phụ ơi, nó nắm tóc con ăn rồi. Sư phụ ơi, cứu con. Sư phụ ơi, tôi lại cô. Nó nắm tóc con. Tôi lại không có sao. Sư phụ ơi, cứu con. Chừng nào nó nắm cái lỗ mũi mày á thì mày mới chịu chết. Vậy là lỗ mũi được. Đi rồi. Dạ. Cái con mẹ nó có sợi dây lưng quần không mà nó làm như là báo giật cũng bằng vậy. Làm ăn với mày tao coi bộ không hạp tuổi rồi đó mày ơi. Mày lù khù quá. Kiếm nghề khác làm ăn đi mày. Đừng theo tao làm gì nữa. Có ngày mang quả cả hai đứa. Mẹ chỉ còn trong đứa thôi đó. Chết mẹ. Chạy vô tao đi. Lên lên.
chưa? Tía con đi đâu vậy má? Tía con đi học nghề rồi. Nghề gì vậy má? Mai mốt tía con về rồi con biết. Bộ má giận con hả má? Tía con đi học nghề để kiếm tiền về nuôi các con. Thôi con vô kêu em ra đây, má rửa mặt nghe. Dạ. Nè, bà ơi, bà tìm cái gì vậy? Khổ ghê, có mấy con heo mà nó xúc chuồng từ sáng giờ kiếm hoài không thấy, không biết đường nào mà lần. Chắc là ăn trộm nó bắt mất rồi. Mất? Mất mấy heo hả? Ừ, tới ba con lận. Ba con hả? Có ba con heo con thôi, nhưng mà giống tốt lắm. Mới mua ngày hôm qua, định ra viên làm đám nói cho thằng hai. Ai về nó sổng chuồng, có tức không chứ. Giờ tôi nói cho bà nghe ăn vậy ha. Nếu mà như tôi tìm được ba con heo cho bà đó, thì bà tính với tôi làm sao? Vậy ông tìm được ba con heo của tôi chứ sao? À mà ông thấy nó hả? Không. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ba con heo của bà. Nhưng mà tôi có cách tôi tìm ra chúng. Bà có biết không, tôi có một cái lỗ mũi rất là đặc biệt. Chỉ cần tôi vài ba lần thôi là tôi có thể tìm được bất cứ một cái món gì của ai bị mất. So cái lỗ mũi của tôi, lũ chó còn thua xa. Thiệt không? Thiệt chứ sao không? Bà không tin à? Bà không tin thì thôi. Chào bà, tôi đi về. Khoan, cái ông gì về? Khoan đã, tôi tin rồi. Mà nếu mà ông kiếm được ba con heo của tôi á, tôi sẵn sàng cúng cho ông một con, tôi lấy hai con thôi. Một con thôi à? Ông thông cảm đi, bao nhiêu vốn liếng tôi dồn vô hết ba con heo đó rồi, bây giờ tôi chỉ trông chờ vô đó thôi, thông cảm tôi nghe ông. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Bây giờ bà tránh ra xa để tôi làm việc. Bà mà đứng gần, cái mùi của bà nó lẫn vô rồi tôi không được. Tránh ra. Bắt đầu. Thank you.
Không có được. Cái này là để dành cho tía, biết không? Nè, bây giờ á, con đem cất hai cái bánh ú này trong cặp gạo ở sau bếp á, chừng nào tía về cho tía ăn, nghe con. Dạ. Con không chịu đâu. Con không có được hư như vậy, mai mốt má mua cái khác cho con. Nè, bây giờ hai đứa ở nhà chơi nha con. Mẹ qua bà ngoại chút xíu mày về liền ha. Không có được đánh lộn nhau nghe. Dạ. Tía về, tía về. Cho con heo đi tía. Cho tụi bay nè. Heo ở đâu mà ông mang về vậy? Còn quần ông đâu? Đó là heo của tôi. Người ta trả công cho tôi. À, nghe rõ chưa? Ông làm cái gì mà người ta trả công cho ông? Còn cái quần của ông đâu? Từ từ đã. Thôi, tôi với bà đi vô nhà rồi tôi nói cho nghe. Ngồi đi, ngồi đi. Sao? Ông nói đi chứ. Tôi nói bà nghe, dọc đường tôi học được cái nghề rất là hay, mà chỉ trả có một cái quần thôi. Nghề gì mà học nhanh quá vậy? Tôi gặp ông thầy Hít, ổng dạy cho tôi cái cách coi bói bằng hít. Chỉ cần dùng cái mũi nè, tôi hít dài ba cái thôi là tôi có thể tìm được những cái gì mà người ta mất, và tôi biết được những cái gì người ta giấu ở đâu đó. Thiệt không đó? Bà không tin hả? Thôi được. Đâu, ở trong nhà coi bà cất giấu cái gì không? Để tôi sẽ tìm thử cho bà xem. Nè, bây giờ nếu thiệt như vậy đó hen, thì ông hít thử coi tôi cất cái gì cho ông, mà tôi cất ở đâu. Trời, tưởng chuyện gì chuyện đó dễ ợt. Chỉ cần tôi ngồi tại cái chỗ này, tôi hít một cái thôi là cũng biết được nữa. Bà xem nè. Xong rồi. Hai cái bánh ú chứ gì, bà cất ở trong cái cặp gạo ở dưới bếp, đúng không? Trời ơi, ông hay quá trời rồi. Vậy là ông học được nghề rồi. À, tí là giỏi hết. Tí là giỏi quá. Tí giỏi lần này. Tí giỏi. Con cho tí rồi ăn nè. Con cũng cho tí nè. Tí ơi. Mai mốt con có món đồ chơi, tía hít giùm con nha. Hít cho con nữa. Tía hít đồ của tụi con ra hết. Tía giỏi quá. Tía giỏi quá, tía hay quá. Đây nè, nhà ông hít ở đây nè. Chị không chị. Đúng rồi bà, chị cứ vô đi. Thấy có nhà đó. Không, đừng chị đừng vô đi. Chuyện gì ăn trước kìa. Để tôi ra coi. Hay ăn đi. Ông ăn đâu? Hay ăn đi, hay ăn đi mà. Ngon rồi. Hay ăn đi, hay ăn đi. Ông ơi ông. Ông ơi. Có người ở làng bên nghe tiếng ông, họ tới nhờ ông hít kìa. Hả? Ông sao vậy? Thôi 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 thôi, tôi tung hết, tung hết. Thôi. Ra giúp người ta đi, cho nở mặt nở mày với bà con làng xóm. Còn chuyện tiền nong để tôi ra ngoài tôi thương lượng với người ta. Thôi, mời bà quá đi. Bà ra bà nói với người ta đấy, giờ này không có hít thử gì hết á. Tôi ra tôi mời người ta vô đó. Ông liệu mà hít cho người ta. Ý trời ơi, bà ơi, bà. Trời đất ơi trời. Bây giờ biết ăn nói với người ta làm sao bây giờ? Bà làm cái gì? Bà! Thần chủ của âm khí trong người, ta không hít được đâu. Lui ra khỏi nhà ta, nhanh lên, nhanh lên. Hả? Thầy biết hết rồi hả thầy? Trời ơi, thầy tài thiệt. Trời ơi, con lại thầy. Thầy làm ơn thầy cứu giùm con. Hả? Chị nói tao biết cái gì? Dạ ông giấu gì thầy. Dạ con năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi. Mà dạ thưa thầy, mà không có ai để ý rước về hết á. Dạ vì quá lo lắng cho nên con mới nhờ cậu hai á
làm một lá bùa để cho con xua đuổi tà ma. Hả? Cậu hai nói là con bị người cõi âm theo ám. Con cái lá bùa đó thì con mới mong kiếm được một đấng chồng. Nhưng mà thầy biết không, cái lũ trộm khốn kiếp nó lấy mất cái lá bùa của con à. Thầy ơi, nếu mất cái lá bùa đó cho con ở giá suốt đời. Dạ, thầy giúp giùm con đi thầy. Con lại thầy, thầy làm ơn thì cứu con, thầy giúp giùm con đi thầy. Dạ con, con xin gửi thầy chút ít. Mai mốt chừng nào thầy hết ra con xin hậu tạ thêm nữa. Nhưng mà cái bùa đó là ra làm sao? Dạ, dạ thưa thầy. Dạ, nó là một sợi dây màu đỏ đó thầy. Dạ, nó đựng ở trong cái hộp gỗ á thầy. Được, được, được. Được rồi, ta sẽ hết cho nhà ngươi. Bây giờ nhà ngươi về nhà đi. Ta sẽ cho người đem đến cho nhà ngươi liền, khỏi cần hậu tạ. Dạ, dạ con xin đội ơn thầy. Dạ con đội ơn thầy. Dạ chào thầy con về. Dạ em về nha chị. Thầy hay quá. Trời ơi, trúng rồi vợ con ơi. À, sau khi đưa lại cái bùa cho cô gái, tiếng tăm người chồng ngày càng lan rộng. Chẳng bao lâu lọt đến tai vua, nhà vua liền ra lệnh cho người chồng vào triều để tìm con rùa vàng của vua vừa bị kẻ trộm lấy mất. Tao xuống sông để hỏi vua tỷ tài coi ai là thủ phạm. Có cái gì đâu tụi bay hốt hoảng dữ vậy? Dạ tụi con không biết, xin thầy bỏ qua cho. Dạ mời thầy lên giọng, chúng con đưa về triều ạ. À, thôi được rồi, phen này bụng làm dạ chịu vậy. Dạ, dạ lại chúng thầy, con biết mình đã tội chết cho hai đứa xin con. Thầy tha cho dạ lại thầy. Xin thầy tha cho. Chuyện nhỏ thôi, có cái gì đâu mà hai chú làm to ra dữ vậy. Dạ chuyện nhỏ với thầy, nhưng chuyện lớn với vua. Dạ nếu vua biết hai đứa con ăn cắp con rùa vàng sẽ bị chém đầu mất. Hả? Cái gì? Chú nói cái gì? Dạ. Mấy chú ăn cắp rùa vàng của vua hả? Nguyên do cũng tại thằng già hết đó thầy. Chính nó là kẻ chủ mưu. Dạ đâu có, chính tại thằng bụng này lấy chứ đâu phải con lấy. Bụng làm thì bụng chịu chứ, tại sao bụng làm mà dạ này phải chịu? Xin thầy minh xét cho con ạ. À, chính mày làm đó, chính mày, mày đó. Thôi, đủ rồi nghe chưa. Mấy chú quả là đáng tội chết. Mấy chú có gan làm mà không có gan chịu, lại đổ tội cho nhau nữa. Nè, như vậy là hèn lắm, biết chưa? Dạ dạ, à, dạ xin dạ, thầy, xin tha, thầy tội tha tội à. Cho thầy tha tội cho con. Thôi được rồi, ta sẽ không mách với vua về việc làm của hai chú. Nhưng với một điều kiện là hai chú phải trả lời thành thật theo câu hỏi của ta. Dạ. Nhưng các chú nên nhớ rằng tất cả những điều các chú làm ở vua Thủy Tề đều đã mách bảo cho ta biết hết cả rồi. Ta muốn kiểm chứng lại thôi, xem các chú có thành thật với ta hay không. Hiểu không? Khai cho đúng, biết chưa? Dạ. Thôi đứng dậy đi. Bây giờ hai chú cho ta biết con rùa vàng hai chú giấu ở đâu. Dạ ở trời lỗ lỗ thầy chắc không? Dạ chắc. Chắc không? Chắc. Vậy thì triều đình trực chi. Bye.
Giỏi thiệt. Khá lắm, khá lắm. Khanh quả là thầy hích đại tài. Kể từ hôm nay, ta phong cho Khanh chức hích đại quan. Và ngay bây giờ, ta sẽ thưởng cho Khanh 100 lạng vàng và 100 lạng bạc. Đội ơn bệ hạ, và đội ơn bệ hạ. Miễn lễ. Còn chuyện này nữa, dạ, quan trọng hơn chuyện rùa vàng của ta, cần phải có Khanh giúp đỡ. Dạ, dạ bẩm bệ hạ. Dạ còn chuyện gì nữa à? Khanh có biết không, ngày hôm qua có một sứ thần nước láng giềng qua đây, họ nhờ ta giúp họ một việc. Việc này rất quan trọng, mà trẫm nghĩ chỉ có Khanh mới làm được chuyện này mà thôi. Dạ, dạ bẩm vua. Dạ, dạ, dạ thần không dám. Thần không dám đâu à. Ê, Khanh đừng có lo. Bởi vì chuyện này phù hợp với khả năng thiên phú của Khanh. Số là gần đây, trong cung cấm hoàng đế nước láng giềng liên tục xảy ra các vụ trộm. Nhiều món bảo vật quý đều bị bọn kẻ gian lấy mất. Các thầy bói giỏi nhất nước đều được dời về cung, nhưng không ai có khả năng để đoán ra. Nay họ đến nhờ ta, trẫm nghĩ việc này nằm trong khả năng của Khanh. Dạ, 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 bẩm vua, dạ, dạ thần. Ê, không có gì mà Khanh phải sợ cả. Sáng mai, Khanh sẽ đi cùng đoàn sứ thần của ta sang bên ấy. Nếu tìm được báu vật, vua của họ sẽ ban thưởng cho Khanh rất nhiều, mà ta cũng được nở mày nở mặt với các nước láng giềng. Thôi, Khanh về đi, sáng mai chuẩn bị lên đường cho sớm. Tôi tưởng đâu là ông học được nghề hay, mới đi khoe với bà con làng xóm. Ai dè ông chỉ đi lừa bịp người ta, rồi lừa bịp cả vua nữa. Bây giờ trái nhà mới lòi mặt chuột, biết tính làm sao đây? Trời ơi, thì tôi biết lỗi của tôi rồi. Phen này mà không tìm được cách thì có nước tôi bay đầu luôn. Bụng làm thì dạ chịu, tôi cho ông bay đầu luôn. Trời đất ơi trời, bà nói vậy mà bà nghe được sao? Trời ơi bà, tìm cách cứu tôi đi. Tôi chết rồi bà ở với ai? Không được, tôi phải sống, tôi phải sống. Bà hiểu không? Bà tìm cách bà cứu giùm tôi đi bà. Thiệt tức không chịu được. Suốt đời khổ vì chồng, tưởng phen này được sung sướng, ai dè. Bà, thôi được, để tôi coi. Trước giờ ông lừa người ta bằng cái mũi này. Bây giờ mình phải làm sao cho cái mũi nó không hoạt động được nữa thì mới có cớ từ chối vua được. Trời đất ơi, trời đất ơi, có cái mũi để sống thôi mà biểu cái mũi tôi không hoạt động nữa thì chết tôi còn cái giống gì? Không, không có chết. Không chết. Có cách rồi. Đi. Đi đâu? Đi ra cái tổ ong ngoài vườn á. Tổ ong? Không được đâu, không được. Trời ơi, chết à. Trời ơi, chết. Ôi trời ơi. Thật là khổ. Mũi với miệng như vậy thì làm sao mà hít chứ ngửi cho được. Dạ bẩm quan, nhờ quan về nói lại với vua, chồng con không may bị ông đốt hư hết cái lỗ mũi, bây giờ không có còn hít được nữa. Dạ bẩm quan, mũi con bị ông đốt. Dạ. Bây giờ nó hết tiên rồi. Dạ. Vĩnh viễn không còn hít được nữa. Dạ. Nhờ quan về bẩm lại với vua, cho con từ chức hít đại quan. Dạ. Để con về nhà con trộn cám cho heo ăn, phụ với vợ con nghe quan.
Ai da, ui. Thôi được rồi, ta xin chia buồn với thầy. Ta sẽ về bẩm lại với vua và xin vua tha tội cho thầy. Dạ đội ơn quan, không có gì, không có sao đâu. Ui da, trời ơi, ui da. Ây da, má thằng cu kho mắm thơm quá.